Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Duy Anh, hiện tại mình đang ở Lào. Mình học trường Payati British International School of Lào. Sau đây mình xin được thuyết trình bài trắc nghiệm tiếng Anh. Bây giờ mình sẽ chạy thử. Phần này là sẽ trả lời câu hỏi trước khi thời gian kết thúc. Khi trả lời đúng thì chúng ta sẽ hiện ra đúng, và nếu mà chúng ta trả lời sai khi chúng ta làm xong thì chỉ cần đợi thời gian kết thúc là tất cả sẽ dừng lại. Ở đây phần cô thì còn không bổ sung gì nhiều lắm, nhưng còn thêm cho cái người giới thiệu thay đổi người giới thiệu một chút. Và còn mấy cái dấu này là nó sẽ tự chuyển đổi, có không này. Nó sẽ tự đổi. Nếu mình sai nó sẽ đổi sang sai, và nếu mình đúng nó sẽ đổi sang đúng. Phần con thích nhất ở đây là phần câu hỏi. Tại vì con đã lập trình cho cái này là lâu, và con có thể cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe bài thuyết trình của con đến đây kết thúc ạ. Ừ. Thế hỏi Duy Anh một chút là trong quá trình phát triển dự án này thì Duy Anh có gặp khó khăn gì không? Dạ con không ạ. Còn Ừ. Nếu như có thêm thời gian thì Duy Anh có muốn tạo thêm cái tính năng nào đó cho dự án của mình không? đã có À, con định làm gì nhỉ? con nghĩ con sẽ thêm màu mè, và kiểu là khi mình trả lời đúng là sẽ có pháo hoa bắn lên, hoặc là nếu mà mình trả lời sai thì nó sẽ lưu lại một cái câu hỏi. Ừ, rồi. Rất là tốt phần lý tưởng của con. Rồi, con cứ chia sẻ phần màn hình ở đó nha. Con bấm lại lá cờ màu xanh đi để các bạn có thể quan sát lại được rõ hơn. À, chúng ta vừa đến với bài thuyết trình của bạn Duy Anh. Sau đây thì thầy mời các bạn chúng ta chia sẻ về dự án của Duy Anh một chút. Thầy mời Ngọc Hân nào. Dạ, dự án của bạn thì con ấn tượng. Con thấy là dự án của bạn khi mà bạn thuyết trình thì bạn thuyết trình rõ, to. Và cũng có mấy cái câu hỏi gọi như là không có giống trong cái... Dự án mẫu của thầy đúng không? Dạ, không có giống trong cái dự án mẫu. Tự Rồi, nhân cảm vật ơn đi. như Rồi, cảm ơn đi kiến Nhưng của mà Ngọc tại Hân. sao nhưng mà tại sao trong trắc nghiệm tiếng Anh lại có con mèo Scratch xuất hiện ở... Cái nhân vật chú mèo à? Con bấm lại lá cờ màu xanh đi để Ngọc Hân có thể quan sát được rõ hơn. À, cái con mèo này của bạn là nhân vật giới gì nhỉ? Nhân vật giới thiệu. Ngọc Hân hiểu chưa? Rồi, cảm ơn ý kiến của Ngọc Hân. Thì mời Bảo An chia sẻ về dự án của bạn nào. Con thưa thầy là con nghĩ đầu tiên là bạn nên cần thay đổi phông nền ạ, bởi vì nếu mà để phông nền thế này thì chữ bạn ấy để màu tím, mà để phông nền thế này thì nó sẽ không nổi được nhân vật cũng như là kiểu chữ. Thứ hai là vừa nãy bạn bấm đến câu câu số 2 thì con thấy chữ zip của bạn đứng đầu câu nhưng mà vẫn chưa viết hoa. Con nghĩ là bạn cần nên viết hoa để chữ zip đẹp hơn ạ. Rồi. Còn ba là nhân vật câu hỏi của bạn thì con thấy là ở chỗ màn hình này thì nó rất là còn nhiều diện tích, thì con nghĩ là bạn nên cho to, phóng to nhân vật hơn. Còn về phần nói của bạn thì con thấy bạn đã làm tốt rồi ạ. Rồi, một cái phần nhận xét rất là tốt đến từ bạn Bảo An đó. Thầy mong muốn là khi chúng ta nhận xét dự án của bạn thì chúng ta thấy là cái điều gì mà bạn làm tốt.
À, cái điều gì mà mình muốn góp ý để dự án của bạn được tốt hơn? Đó, cách nhận xét bài của bạn Bảo An rất tốt. Thầy khen bạn Bảo An nha. Rồi, chúng ta vừa đến với bài thuyết trình của bạn Duy Anh. Sau đây thì thầy có phần chia sẻ như thế này. Về các bước thuyết trình thì theo thấy là về cơ bản bạn Duy Anh đã thực hiện khá là tốt. Đó, về kỹ năng thuyết trình thì bạn Duy Anh có kỹ năng thuyết trình như vậy khá là tốt rồi. Đó, con khá là mạnh dạn, tự tin chia sẻ về phần dự án của mình. Thứ hai đó là về phần dự án. Thì trong cái phần dự án đó là con làm cái dự án đó là trắc nghiệm tiếng Anh. Đó, thì theo thấy là con lựa chọn các cái hình ảnh này, nhân vật thì như vậy là khá là phù hợp với cái phần nội dung của câu hỏi và cái nội dung của mình đưa ra. Đó, về phần đồ họa thì như bạn Bảo An vừa nhận xét ấy, thì thầy mong muốn đó là gì nhỉ? Cái phần đồ họa ở đây thì cái hình ảnh thì được rồi, nhưng thầy mong muốn là ví dụ như là cái khung nền sân khấu của mình khá là rộng, thì cái hình ảnh ấy mình có thể kéo cho nó rộng gì nhỉ? Con có thể kéo cho nó to ra hơn nữa để mình có thể nhìn được rõ gì nhỉ? Rõ hơn. Thứ hai là cái phông nền mình đang để cái phông nền tối, mình lại viết cái chữ màu tím lên phía trên, đúng không? Thì thành ra là cái chữ của con viết lên đấy nó không được nổi bật cho lắm. Thì thay vì cái phông nền này, con có thể đổi phông nền khác, hoặc con có thể viết cái chữ màu khác thì chắc chắn cái chữ này của con sẽ được nổi hơn rất là gì nhỉ? À, rất là nhiều. Đó, viết trải nghiệm sử dụng sản phẩm và kỹ thuật lập trình thì theo thấy là con đã lập trình tốt các cái chức năng cho cái phần dự án của mình. Đó, về sự sáng tạo thì theo thấy ở đây con có khá nhiều sự sáng tạo. À, sáng tạo hiện lên dấu tích xanh này, tích đỏ khi trả lời đúng hoặc là sai, phát âm thanh khi trả lời đúng hoặc là sai. Bên cạnh đó thì con sáng tạo được cái trang phục của nhân vật câu hỏi rất là tốt. Đó, khác hoàn toàn so với những cái phần mà của thầy đã đưa ra trong cái dự án mẫu. Thì ở đây có nghĩa là con đã vận dụng tốt các kiến thức để có thể thực hiện được cái phần dự án này. Đó, chỉ có một chút góp ý là như thầy vừa góp ý đó, đó là con nên thay đổi cái phông nền bằng một cái phông nền khác này, hoặc là viết cái chữ bằng cái màu khác đi thì nó sẽ nổi cái chữ lên. Thứ hai nữa là như bạn Bảo An nhận xét, đó là cái ảnh mà của câu hỏi ấy, thì con có thể đó là kéo cái ảnh này cho nó rộng gì nhỉ, rộng hơn ra đó, thì khi đó thì chúng ta sẽ dễ gì nhỉ, dễ quan sát được hơn nữa. Đó, đánh giá chung về dự án của bạn Duy Anh thì theo thấy là phần thuyết trình của con tốt và dự án của Duy Anh là một dự án rất là tốt đó. Thầy khen bạn Duy Anh về phần dự án này nha, một dự án khá là hay. Về nhà chỉ cần điều chỉnh lại một chút xíu mà cái phần thầy góp ý thôi là nó sẽ có thể hay hơn nữa rất là nhiều. Rồi, thầy khen Duy Anh rất là nhiều nha, và thầy cũng rất là thích cái dự án này của Duy Anh. Rồi, cảm ơn Duy Anh về bài thuyết trình.